Tuyên à? Để em xem là nhà anh Đông có gần đây không các bác nhá. Như vậy Lâm Khánh đã tới với nhà anh Đông tại đây là chính xác là Đông Xuyên đúng không anh? Bình Xuyên. À, giữa trần trước đâu em, giữa thạch cao trước nhưng mà ok, ok. Thì dẫn nào sẵn giáo rồi, sẵn okay, cao okay. Mắt như đấy thì dỡ. Ok, em nhận đủ 20 triệu tiền cọc của anh nhé. Chân gốm miền Bắc nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999. Các bác chị thân mến, em Khánh Trần Gỗ miền Bắc mến chào tất cả các bác anh chị em. Ngày hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2022. Thì em Khánh có đi các cung đường từ các tỉnh đó là Vĩnh Phúc này, Ba Vì, và sau đó em sẽ đi Nam Định. Có lẽ giờ đến tối là sẽ, hy vọng là sẽ hết. Đó, để đi chốt Trần Gỗ tất cả anh chị em. Và anh chị em đang xem kênh của em đừng quên ủng hộ em Khánh một like, một share, một subscribe, đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Và em là Khánh Trần của miền Bắc, cảm ơn anh chị rất nhiều. Và ngày hôm nay ông anh trai của em thì lại đi công trình khác rồi, cho nên là em phải đi xe của chú Hùng. Chú Hùng chào bà con chú. Rồi chào bà con nhé. Đây là chú Hùng lái xe. Ok nhá, tới nơi em sẽ quay tất cả mọi người xem. Và em là Khánh Trần của miền Bắc, cảm ơn anh chị rất nhiều. Các bạn chị em thân mến, là em dự kiến khoảng tầm độ của bây giờ là 7 rưỡi rồi. Có tầm 9 rưỡi rồi chú. 9 rưỡi tới. À, 9 rưỡi thoải mái. 8 rưỡi, tiếng đâu chú? Tầm 8 rưỡi. Tầm 8 rưỡi, 9 giờ thì là em sẽ tới với Vĩnh Phúc, nhà anh ra tên là Đông. Thì là anh có gửi video cho em Khánh trước. Thì là xem thấy rằng là ở trên đó là anh đang bắn chân thạch cao rồi. Thì tất nhiên là thạch cao nó cũng là đẳng cấp của thạch cao, em không đụng chạm gì cả. Nhưng mà tuy nhiên ấy, thì các bác biết tại sao là chủ nhà lại bảo giữ thạch cao đi vào làm trần gỗ, thì các bác tự hiểu. Đó, đến đây em sẽ quay trực tiếp với tất cả anh chị em xem nhé. Các bác anh chị em thân mến, như vậy em Khánh vừa qua huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, có cái cổng chào. Đây các bạn nhìn này. Đây rồi, cháu tạt vào cho đón ngay đây. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Xuyên. Đấy, chính xác là huyện Bình Xuyên rồi. Để em xem là nhà anh Đông có gần đây không các bác nhá. Ngay đây luôn rồi. 300 nhân nữa gì. Xe 42 cuối 45942. Người trên trận đang từ ở đây. Đúng không? Anh à, xe mình biển 88A đúng không anh? Ok ok, vâng, nhất trí. Đi theo anh đi. Đúng thì phải báo cho mình nhé. Các bác chị thân mến, như vậy em đã tới với nhà anh Đông tại Bình Xuyên ở Vĩnh Phúc. Thì anh Giai đang bảo là đuổi theo anh đi con biển 88A 45942 Camry. Đó, không biết là anh đưa em tới đâu rồi, nhưng mặc dù anh gửi em đúng cái vị trí là như vậy rồi. Chào anh nhá. Em Khánh. Đây. Để xe chỗ nào được anh? Đây, đôi thoải mái. Anh đỗ xe là chú đỗ xe là cầm mê cho anh. Cầm cả hai mẫu cho anh. Nhà mình đây anh. Nha anh. Ok ok. Đấy, đỗ xong. Vâng, ok ok. Cho anh em đi vào đây. Như vậy là em Khánh đã tới với nhà anh ở Đông tại đây là chính xác là Đông Xuyên đúng không anh? Bình Xuyên. À, Bình Xuyên à? Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. À, thạch cao mình làm lâu chưa anh? À, đây nhìn tầm này là làm lâu lắm rồi. À, tốc độ lên chắc. Em ở Bắc Giang à? Em Bắc Giang. Thì em qua Ba Vì luôn, qua anh trước rồi qua Ba Vì sau. Hả? Thì đó em qua Ba Vì trong cái trận Nam Định luôn mà. Ba Vì đường này này. Đường nào nhanh nhất đây? Đây, em cứ có chỉ đường đi ra đây. Vâng. Qua cầu Vĩnh Thịnh.
tất cả em sẽ bù trừ vào cái hàng bên cuối cùng hết. Đúng rồi, đến đâu thì cắt đến đâu cắt đến đó. Đây này, ví dụ như là cái cấp thì nó phải giật theo kiểu như thế này làm nó mới đẹp này. Của em làm thợ đây. Nhưng mà nó không, nó đẹp ở cái nhà này thôi, còn ví dụ nó vào đây thì chia thế nào để cho nó hợp lý. Cái đó, cái đó, cái đó là thợ của em, bọn em sẽ làm. Đó, anh yên tâm làm nó phải đẹp chứ. Còn nếu mà thiết kế thì bọn em sẽ thiết kế lên cái một ô trống này. Ở đây sẽ là một ô trống tròn. Đó, nó là như vậy, bên trong một ô nữa. Như vậy là hợp lý nhất. Nếu mà nhiều ô quá là thành rối. Bởi vì nhà mình nó đã bị thấp rồi. Và nhiều ô bây giờ cảm giác rất là rối. Mà nếu mà làm tam cấp nó chắc chắn là không được. Và chắc chắn là như vậy. Bởi vì em nói thật với anh là làm tam cấp ấy, thì cũng được mét. Nhưng mà lên nó sẽ không hài hòa. Nó là như vậy. Thợ khác bảo tam cấp bắt đầu luôn cho anh luôn. Nhưng mà không, nó phải phù hợp. Chính xác, nó phải phù hợp chiều cao của mình rồi. Từ nhà em nhận ra một điều là khi mình lau nhà, nước nó dốc vào đây này, chắc chắn ảnh hưởng gỗ 100%. Cho nên là tốt nhất anh không làm cái này cho em. Không làm. Bởi vì lau nhà nước nó sẽ đọng vào đây. Đấy, nó là như thế. Còn không gian này cả này, đây là sẽ một độ ra như thế này. Thực ra là bình thường ấy, khách là phải giữ chân trước cho em, phải giữ tay cao trước. Nhưng mà ok, ok. Thì dãn nào sẵn ráo giờ sẵn okay. Cao mắt như đấy thì giữ cái này nửa buổi như bao nhiêu. Cái này phải nguyên ngày đấy. Tại vì bên trên nó xin lưng sửng các kiểu. Ok, cái đó thì không thành vấn đề, anh yên tâm. Được rồi, được rồi. Đúng không? Cái này nhớ rồi, rùi đâu hết. Hả? Nhiều chứ? Ôi chứ không, nó không thành vấn đề. Ok, ok. Cái gì á? Vứt chỗ nào thì không đi, anh bảo vứt sơn thì tùy. Vứt ra sơn cho ai cắt con xe thôi. Ấy đi chứ. Anh không hỏi cái đấy. Ok. Cái cấp thứ nhất là 25 đây rồi. Rồi. 25 mét vuông rồi. Rồi. Nhưng ý thứ hai, cái cấp thứ hai ấy thì mình chỉ làm từ đây vào đây thôi. Từ đây vào đây, từ đây vào đây thôi. Ở giữa thì anh muốn cho cái gì không hay là không có? Đéo cái gì nữa cả. Thì nếu mà ở giữa mình không cho cái gì thì nó bị buồn cười lắm. Em muốn tao thấy ở giữa anh cho cái gì thì anh cho cái gì về ở giữa. Chứ cho cái gì cái này thì khác đéo, nó phẳng ra thế này thì bị khai luôn. Như vậy thì anh làm phẳng ở giữa cũng được, em dán được cái trống cũng được. Nó là như vậy. Nhìn nó không đâu vào đâu á. Tại vì sao? Bởi vì như thế này. Bé thế này trong anh lắp cái đèn lên thì cũng được. Nói chung em thiết kế đơn giản được cho anh, nhưng mà tuy nhiên ấy, em khuyên chân thành bởi vì đó để là phòng mét vuông ấy. Nếu ít thì em sẽ làm trong giãn cho anh. Đấy, em cho anh xem giãn. Làm trong giãn nhưng mà phòng khách của mình mà. Anh giữ được một bản, em cầm một bản có kích thước. Được. Anh chụp cái biên line gửi qua Zalo cho nó được. Triệu tiền cọc của anh nhé. Ok. Vừa đây, anh xin phép luôn. Anh đi bao bì luôn. Thế là cầm mẫu cho anh. Cảm ơn anh nhé. Thì hẹn ngày lắp đặt sớm nhất thôi. Ok anh. Cảm ơn anh. Em cầm cái bút. Anh giờ làm trần đuổi cái xe không? Anh đâu? Làm trần đuổi xe không? Con Acura là giờ bao nhiêu anh? Xe là mấy trăm, nhưng xe lại khác. Không, con này Acura là gấp đấy. Anh xin phép nhá. Xin phép. Rồi các bạn chị thân mến, như vậy em Khánh vừa chốt cho anh Đông có tại ở Bình Xuyên, Bình Phúc. Em xin phép ạ. À, chào anh. Dạ vâng. Sớm anh. Dạ vâng. Ok, như vậy là em Khánh Trần Gỗ Miền Bắc vừa chốt cho anh trai tên là Đông tại Bình Xuyên Vĩnh Phúc. Và thực sự phải nói rằng là anh là một người rất là cẩn thận đấy. Rất là cẩn thận, khá là kỹ tính. Nhưng mà thực sự là những khách hàng của em Khánh ấy toàn là như vậy thôi. Đó, cảm ơn anh chị rất nhiều đã theo dõi clip của em Khánh Trần Gỗ Miền Bắc. Cảm ơn rất nhiều. Và có lẽ các bác sẽ bất ngờ là khi mà có ông này xuất hiện đúng không? Nhưng mà thực sự nếu như mà các bác anh chị em có xem những cái clip của em trước đó phải tầm độ 1 tháng 2 tháng thì thấy ông này xuất hiện nhiều hơn. Bởi vì ông này đại đa số là cho gia công ở nhà. Thiết chào bà con em. Chào bà con nhé. Đó, và đây là bác chú Hùng lái xe. Rồi, chào bà con nhé. Ok, nhớ like, share và subscribe đăng ký kênh của em Khánh Trần Gỗ Miền Bắc. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trần Gỗ Miền Bắc, nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt.
hotline 0395031999.